Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Sài Gòn Vivo. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình khám phá những nét đẹp độc đáo của thành phố Sài Gòn. Đừng quên nhấn nút đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình nhé. Hãy cùng nhau trải nghiệm và tận hưởng những điều tuyệt vời mà Sài Gòn mang lại. Hiện tại mình đang ở tuyến đường Nguyễn Tri Phương. Đường Nguyễn Tri Phương vào buổi tối thì mang nét nhộn nhịp và sôi động đặc trưng, là một trong những con đường đông đúc và phong phú về văn hóa ẩm thực tại thành phố Hồ Chí Minh. Chạy qua quận 5, quận 10 và quận 3 thì đường Nguyễn Tri Phương nổi bật với các quán ăn, nhà hàng và cửa hàng buôn bán đa dạng, thu hút người dân địa phương và khách du lịch ghé thăm. Vào buổi tối thì ánh đèn đường và đèn từ các cửa hàng rực sáng dọc theo con đường tạo nên không gian sôi động. Dòng xe cộ qua lại đông đúc từ tầm 18 đến 21 giờ tối. Không khí buổi tối mang đến sự phấn khởi. Đường Nguyễn Tri Phương nổi tiếng là con đường ẩm thực với rất nhiều quán ăn và hàng rong bán đủ loại món ăn vặt hấp dẫn. Các món như bánh xèo, bánh khọt, bánh trắng trộn, bột chiên, pha lấu và chè thập cẩm thu hút đông đảo giới trẻ và người dân đến thưởng thức. Các quán vỉa hè luôn tấp nập khách hàng và tiếng trò chuyện rôm rã, mang đến không khí thân thiện, gần gũi. Do đường Nguyễn Tri Phương đi qua khu vực quận 5, nơi tập trung cộng đồng người Hoa sinh sống, nên có rất nhiều quán ăn mang phong cách ẩm thực Trung Hoa. Buổi tối thì các quán này phục vụ các món độc đáo như mì hoành thánh, sủi cảo, ái cảo và cháo sườn, là nơi lý tưởng cho những ai yêu thích món Hoa. Đường Nguyễn Tri Phương còn nổi bật với các nhà hàng lẩu, nướng BBQ, thu hút các gia đình và nhóm bạn để ăn tối. Những quán này thường có không gian thoải mái, phục vụ đa dạng từ các món nướng phong cách Hàn Quốc đến các món lẩu Thái, giúp mọi người tận hưởng bữa tối ấm cúng và vui vẻ bên nhau. Đường Nguyễn Tri Phương cũng có nhiều quán cà phê được thiết kế theo phong cách đa dạng, từ sân vườn xanh mát đến phong cách hiện đại với không gian mở. Buổi tối thì các quán này thu hút người muốn tìm nơi thư giãn hoặc học tập, làm việc. Gần khu vực Nguyễn Tri Phương thì cũng có một số chợ đen và khu mua sắm nhỏ bán các mặt hàng bình dân. Người dân và du khách có thể ghé thăm mua sắm quần áo, phụ kiện hoặc đơn giản chỉ để dạo chợ, ngắm nhìn và cảm nhận không khí buôn bán nhộn nhịp. Đây là cầu Nguyễn Tri Phương các bạn. Cái cầu này nối liền quận 5 và quận 8 bắc qua kênh Tàu Hũ, là tuyến đường lưu thông quan trọng và cũng là địa điểm quen thuộc của người dân thành phố. Từ cầu Nguyễn Tri Phương này thì ta có thể nhìn thấy toàn cảnh kênh Tàu Hũ với các dãy nhà bên bờ kênh cùng ánh đèn sáng rực. Nhìn xa hơn là các khu cao tầng và đèn đường lấp lánh. Trên cầu đôi khi thì các bạn sẽ bắt gặp những người bán hàng rong, bán những món ăn quen thuộc như là bánh tráng trộn, húp xào hoặc hạt dẻ rang. Tiếp tục trước mặt chúng ta là
cầu Chánh Hưng. Đây là cây cầu nối quận 5 và quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, nằm trên trục nối dài giữa cầu Nguyễn Tri Phương và kênh Đôi. Đây là một trong những cây cầu quan trọng của khu vực phía nam thành phố, góp phần hỗ trợ lưu thông giữa các quận nội thành và ngoại thành phía nam. Cầu Chánh Hưng vào buổi tối thì tấp nập xe cộ qua lại, nhiều người chọn đi qua cây cầu này để tránh các tuyến đường lớn vào giờ cao điểm. Cầu Chánh Hưng thì nằm gần nhiều khu chợ và điểm buôn bán, vì vậy vào buổi tối nhiều người qua lại nơi đây để mua sắm hoặc đi dạo. Đi hết cầu Chánh Hưng, chúng ta sẽ gặp đường Phạm Hùng. Đường Phạm Hùng là một trong những tuyến đường lớn và quan trọng ở phía nam thành phố Hồ Chí Minh, trải dài qua các quận 5, quận 8 và Bình Chánh. Với đặc trưng là tuyến đường kết nối giữa các khu dân cư đông đúc, trung tâm thương mại và khu vực ngoại thành, thì đường Phạm Hùng mang lại một cảnh sôi động, phản ánh rõ nhịp sống nhộn nhịp của thành phố. Khu vực này thì đặc biệt tấp nập vào khoảng 18-21 giờ tối khi dòng xe cộ qua lại đông đúc, nhất là tại các giao lộ lớn như đoạn giao với Nguyễn Văn Linh hay là cầu Chánh Hưng như chúng ta vừa mới đi qua. Buổi tối thì đường Phạm Hùng thường xuyên có mật độ giao thông cao, đặc biệt ở các khu vực cầu Nguyễn Tri Phương, cầu Chánh Hưng. Tuy nhiên thì nhờ đường rộng và thông thoáng thì xe cộ vẫn di chuyển tương đối mượt mà, tạo nên dòng xe liên tục nhưng không quá căng thẳng. Đường Phạm Hùng thì nổi bật với hàng loạt quán ăn, từ quán vỉa hè đến các nhà hàng lớn. Các món ăn phổ biến như là hủ tiếu, bún riêu, bánh canh, gà nướng hoặc đồ ăn vặt như bánh trăng nướng, xiên que, trà sữa được bày bán khắp nơi. Nhiều quán nướng và lẩu dọc hai bên đường luôn đông đúc khách, đặc biệt là vào dịp cuối tuần. Các khu chợ nhỏ dọc đường Phạm Hùng, đặc biệt gần các khu vực dân cư đông đúc, là điểm đến của nhiều người vào buổi tối. Tại đây thì bạn có thể mua được thực phẩm tươi sống hoặc các món ăn đường phố vừa ngon vừa rẻ. Một số cửa hàng tiện lợi và siêu thị mini như Circle K, Nước Hóa Xanh mở cửa xuyên đêm, phục vụ nhu cầu của người dân. Dọc đường Phạm Hùng thì các bạn có thể thấy có rất nhiều quán cà phê sân vườn và quán cà phê hiện đại. Đây là nơi lý tưởng để gặp gỡ bạn bè, trò chuyện hay người dân nghỉ ngơi sau một ngày dài. Những quán này thường có không gian thoáng đãng, ánh đèn dịu nhẹ, tạo cảm giác thư giãn thoải mái. Với các khu vực dân cư lâu đời và công trình hiện đại đang phát triển, thì đường Phạm Hùng phản ánh rõ sự giao thoa giữa nét truyền thống và hiện đại của thành phố. Buổi tối thì bạn sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh những gia đình ngồi ăn tối tại quán nhỏ ven đường. Ngay gần đó là những nhóm bạn trẻ check-in tại các quán trà sữa thời thượng. Nhiều người dân địa phương và khách vãng lai ghé qua đường Phạm Hùng để thưởng thức các món đường phố đặc trưng, các món nướng, lẩu bình dân luôn thu hút đông khách nhờ giá cả hợp lý, không khí thoải mái. Đặc biệt thì các xe đẩy bán đồ ăn vặt như bánh trắng trộn, nước mía, chè và hạt dẻ là điểm nhấn của con đường về đêm. Với không khí mát mẻ từ kênh Đôi và các đoạn đường thoáng đãng thì nhiều người chọn đường Phạm Hùng làm nơi dạo bộ hoặc hóng gió.
Những nhóm bạn trẻ hoặc gia đình thường tụ tập bên các quán cà phê hoặc khu vực gần cầu để trò chuyện, tận hưởng không gian buổi tối. Đi xa hơn về phía nam thì đường Phạm Hùng sẽ giao với đường Nguyễn Văn Linh, mở ra một không gian thoáng đãng hơn. Tại đây thì nhiều khu vực thương mại và dịch vụ xuất hiện phục vụ nhu cầu của cư dân khu vực Bình Chánh và người đi đường. Đường Nguyễn Văn Linh là một con đường lớn, trải dài và rất rộng rãi, với vai trò là tuyến giao thông huyết mạch nối khu Nam Sài Gòn với các khu vực lân cận. Buổi tối thì khung cảnh dọc đường Nguyễn Văn Linh mang nét đặc trưng của vùng ven thành phố, khác biệt hẳn so với sự đông đúc, sầm uất của các khu vực trung tâm. Đường Nguyễn Văn Linh thì các bạn có thể thấy là mặt đường rất là rộng, trải phân cách cây xanh lớn, tạo cảm giác rộng rãi, mát mẻ vào buổi tối. Vào giờ này thì hiện tại là khoảng 8 giờ tối các bạn, xe cộ cũng vơi dần, nhất là khi ra xa khu trung tâm. Chỉ còn lại các loại xe tải, container lưu thông vào khu vực Bình Chánh. Các dãy đèn đường trải dài, chiếu sáng con đường thẳng tắp, tạo ra khung cảnh thoáng đãng. Đoạn đường Nguyễn Văn Linh ở Bình Chánh này thì mang lại cảm giác bình yên, không khí trong lành hơn, đặc biệt là vào những ngày ít mưa. Đường Nguyễn Văn Linh là tuyến đường chính để các xe tải, container di chuyển hàng hóa từ các khu công nghiệp và cảng lớn như cảng Hiệp Phước. Do đó thì vào buổi tối, khu vực này thường có nhiều xe lớn qua lại. Tuy nhiên vào khung giờ đêm muộn, số lượng xe cộ cũng giảm đi khá nhiều, tạo cảm giác thông thoáng hơn. Đường Nguyễn Văn Linh thì cũng có một số quán ăn, quán nhậu bình dân phục vụ đến khuya cho các tài xế và người dân trong vùng. Các quán này thì thường đơn giản, phục vụ các món như phở, cơm tấm, cháo hoặc lẩu nướng. Một số chợ nhỏ ven đường vẫn mở muộn, bày bán rau củ, đồ tươi sống hoặc các mặt hàng phục vụ nhu cầu hàng ngày của cư dân địa phương. Do tính chất của một tuyến đường huyết mạch thì dọc theo đường Nguyễn Văn Linh cũng có những trạm xăng, những cửa hàng tiện lợi để phục vụ 24/24. Đường Nguyễn Văn Linh ở Bình Chánh vào buổi tối là một khung cảnh hoàn toàn khác với vẻ nóng nhiệt của trung tâm thành phố. Với không gian rộng lớn, thoáng đãng và nhịp sống yên bình, nơi đây là tuyến đường mà bạn có thể tận hưởng một Sài Gòn thanh bình và mát mẻ. Buổi tối trên đường Nguyễn Văn Linh vừa là cơ hội để trải nghiệm nhịp sống vùng ven, vừa là nơi giúp ta thấy được sự thoáng lặng của thành phố sôi động, thích hợp cho những ai yêu thích sự tĩnh lặng và cảm giác thư thái. Thank you.
Hiện tại là khoảng 8 giờ tối, mình đang ở đường Cao Xuân Dục nha các bạn. Như các bạn có thể thấy thì đường Cao Xuân Dục khá là hẹp so với các trục đường chính, nên là vào buổi tối ánh sáng từ đèn đường và các quán dọc hai bên tạo nên không gian rất là gần gũi và ấm áp. Tầm giờ này thì các quán ăn nhỏ như quán cơm bình dân, tiệm tạp hóa và các quán cà phê cóc thì vẫn mở cửa bình thường. Nhiều gia đình và người dân địa phương tụ tập tại các quán nước hoặc ngồi trước nhà để trò chuyện, tận hưởng không khí buổi tối. Tầm giờ này thì tuyến đường Cao Xuân Dục không còn quá đông đúc nữa, lượng xe qua lại chủ yếu là xe máy và một số xe ô tô nhỏ. Vì con đường này khá nhỏ nên là việc lưu thông bằng xe hơi có thể gặp khó khăn khi có nhiều xe máy hoặc người dân tụ tập. Vỉa hè thì đôi khi bị chiếm dụng bởi các quán ăn hoặc hàng rong, nên người đi bộ cần phải cẩn thận. Tuyến đường này thì không ồn ào hay là tấp nập như các trục đường chính, nên đây thì thu hút bởi sự ấm áp gần gũi của các quán hàng nhỏ và những con người thân thiện. Đây là con đường mà bạn có thể cảm nhận rõ nét sự chân chất và giản dị trong nhịp sống đời thường của Sài Gòn. Đây là cầu Nhị Thiên Đường nha các bạn. Vừa hết cầu Nhị Thiên Đường này thì chúng ta sẽ rẽ qua đường Phạm Thế Hiển nối dài. Đường Phạm Thế Hiển là một trong những trục đường chính nối liền nhiều khu vực dân cư đông đúc với bầu không khí nhộn nhịp, đặc biệt là vào khung giờ như bây giờ. Đường này thì có rất là nhiều cửa hàng, quán ăn và tiệm tạp hóa hoạt động nhộn nhịp vào buổi tối. Đây là một trong những tuyến đường có lưu lượng xe cộ khá lớn vào buổi tối, bao gồm cả người dân đi làm, về muộn và những người đi ăn uống, mua sắm. Dòng xe máy thường đông nhưng mà di chuyển chậm, tạo nên không cảm nhộn nhịp nhưng không quá xô bồ. Các quán ven đường là một trong những điểm đặc trưng bạn có thể tìm thấy ở nhiều món phở, bún riêu, cung tấm và hàng loạt quán ăn như bánh tráng nướng, chè hoặc ốc.
nếu như các bạn đi qua các khu vực gần chợ, các bạn sẽ thấy khung cảnh sôi động của các quầy hàng nhỏ bán từ thực phẩm tươi sống đến quần áo và đồ gia dụng. Chợ Phạm Thế Hiển đặc biệt nhộn nhịp vào giờ tối với nhiều tiểu thương và người mua bán tấp nập. Một điểm đặc trưng khác trên đường Phạm Thế Hiển là sự hiện diện của nhiều nhà thờ. Nổi bật nhất là nhà thờ Bình An. Vào buổi tối, khu vực này thì thường sáng đèn. Và nếu như đi vào dịp lễ lớn như là Noel sắp tới, thì con đường này trở nên lộng lẫy với đèn trang trí và các hoạt động tôn giáo. Đường Phạm Thế Hiển thì chạy song song với kênh đôi. Ở một số đoạn thì bạn có thể cảm nhận không khí mát mẻ từ bờ kênh. Các cây cầu nhỏ nối qua kênh như cầu Nhị Thiên Đường tạo thêm điểm nhấn cho khung cảnh vào buổi tối. Một số đoạn đường hẹp hoặc gần chợ có thể bị ùn tắc vào khung giờ cao điểm buổi tối. Do đặc trưng là khu dân cư đông đúc, người đi bộ và các xe đẩy hàng rong thường xuất hiện ở hai bên đường, đặc biệt là các khu gần chợ. Một số đoạn gần bờ kênh hoặc khu vực ít dân cư hơn thì sẽ có ánh sáng yếu hơn. Vì thế các bạn cần chú ý để đảm bảo an toàn khi đi trên tuyến đường này nhé. Một điều đặc biệt đó là đừng bỏ qua cơ hội thưởng thức các món ăn đặc sản của khu vực. Các quán ốc, quán chè và tiệm bánh mì đều nổi tiếng với hương vị đậm chất Sài Gòn. Nếu yêu thích không gian đường phố, hãy thử các món ăn vặt từ các xe đẩy nhỏ ven đường, vừa rẻ mà vừa ngon đó các bạn. Đi dọc đường thì các bạn sẽ gặp cả người dân trò chuyện, trẻ em chơi đùa và các gia đình sum họp trong các quán nhỏ. Đây là hình ảnh đời thường nhưng rất tội ấm áp của người dân Sài Gòn về đêm. Nếu như các bạn đi qua gần những đoạn mà gần 10 kênh thì không khí sẽ thoáng đãng hơn. Đây là nơi lý tưởng để bạn dừng chân, hít thở không khí trong lành và ngắm nhìn nhịp sống nhẹ nhàng hơn so với trung tâm thành phố.
Dọc theo đường Phạm Thế Hiển thì không chỉ có các quán ăn mà còn có các tiệm tạp hóa và cửa hàng tiện lợi như là Vinmart, Bách Hóa Xanh, phục vụ nhu cầu mua sắm giờ muộn. Những cửa hàng này thì thường đông khách vào buổi tối khi người dân tranh thủ sau giờ làm ghé qua mua đồ. Đây cũng là con đường có nhiều nhà phố, vừa để ở vừa kinh doanh, đặc biệt là các tiệm sửa xe, cửa hàng đồ gia dụng hoặc tiệm cắt tóc, spa nhỏ. Dù đã muộn nhưng nhiều cửa hàng vẫn mở cửa để phục vụ khách, tạo ra một không gian kinh doanh thân thuộc, đặc trưng của vùng ngoại ô Sài Gòn. Một hình ảnh đặc trưng khác là những chiếc xe bán hoa quả lưu động và các xe đẩy bày bán bánh ngọt, chè và nước giải khát. Các gánh hàng rong này không chỉ phục vụ cư dân địa phương mà còn là điểm dừng chân quen thuộc của những người đi qua đường. Dọc Phạm Thế Hiển thì có các nhà thờ lớn như là nhà thờ Bình An, nhà thờ Bình Thái và các ngôi chùa nhỏ nằm xen kẽ nhau. Vào buổi tối thì một số cơ sở tôn giáo vẫn sáng đèn, tổ chức các buổi lễ hoặc hoạt động sinh hoạt cộng đồng, thu hút người dân trong khu vực. Không hào nhoáng hay sôi động như các tuyến đường trung tâm Sài Gòn, Phạm Thế Hiển mang đậm nét đời thường của cư dân quận 8, từ các quán hàng nhỏ, những tiếng giao hàng, đến cảnh người dân sinh hoạt ngay trên đường phố. Tất cả tạo nên một bức tranh sống động về cuộc sống đô thị. Đường Phạm Thế Hiển là thiên đường của các tín đồ ẩm thực đường phố. Nhiều món ăn dân dã nhưng đậm vị như bánh tráng trộn, ốc xào hoặc các loại chè miền Nam luôn khiến thực khách hài lòng. Với những ai muốn tìm một chút hoài niệm, các khu vực ven kênh đôi hoặc các dãy nhà cổ ven đường mang lại cảm giác bình yên, gợi nhớ về một Sài Gòn xưa cũ, mộc mạc và giản dị.
trưng và thể hiện buổi tối mang đến sự pha trộn giữa nhịp sống nhộn nhịp và vẻ yên bình của khu dân cư lâu đời. Đây là một trong những con đường mang lại cảm giác gần gũi, chân thực nhất về đời sống của người dân quận 8. Nếu như một buổi tối ghé thăm nơi đây thì chắc chắn sẽ để lại cho bạn những ấn tượng khó quên về một góc của Sài Gòn. Vào buổi tối tầm giờ này thì đường Lý Thái Tổ là một trong những con đường nhộn nhịp nhất với dòng người và xe cộ lưu thông rất là đông đúc. Đây là khung giờ cao điểm khi mà mọi người tan làm và đổ ra đường để về nhà, ăn uống hoặc là gặp gỡ bạn bè. Dọc hai bên đường thì rất là nhiều hàng quán ăn uống, từ các vỉa hè, xe bán hàng rong đến các nhà hàng và quán cà phê, thu hút rất là đông thực khách. Một số cửa hàng còn bày bàn ghế ra vỉa hè tạo thành những khu ăn uống nhộn nhịp với người dân ngồi thưởng thức bữa tối hoặc là nhâm nhi ly cà phê, trà sữa. Phía đường này thì cũng có nhiều khu bán đồ thời trang, các cửa hàng tiện lợi và các tiệm nhỏ lấp lánh ánh đèn. Ngoài ra thì đường Lý Thái Tổ còn kết nối với nhiều tuyến đường khác trong khu vực quận 10, quận 5 nên là lượng xe cộ đi qua lại rất là lớn, dễ xảy ra tình cảnh kẹt xe tại các ngã tư vào giờ cao điểm như là bây giờ. Tuy nhiên thì chính sự đông đúc này lại mang đến cảm giác sôi động, náo nhiệt và một thứ đặc trưng không thể thiếu của các con đường ở trung tâm Sài Gòn. Bây giờ các bạn có thể thấy là xe máy và ô tô đang chen chúc nhau trên làn đường chật hẹp, đặc biệt là tại các ngã tư như là Lý Thái Tổ, Điện Biên Phủ và Lý Thái Tổ, Nguyễn Tri Phương
hay là vòng xoay Lý Thái Tổ và Nguyễn Thị Minh Khai. Tiếng còi xe thì vang lên liên tục khi dòng người cố gắng lách qua nhau, nhất là vào những hôm thời tiết xấu hay có những sự kiện lớn trong thành phố thì tình trạng ùn tắc càng trở nên căng thẳng hơn. Ngoài ra thì đường Lý Thái Tổ còn là nơi lý tưởng cho các bạn bè tụ tập. Những chiếc xe máy đậu thành hàng trên lề đường, các nhóm bạn cười đùa, chụp ảnh, tạo nên một không khí sôi động nhưng mà gần gũi. Vào những dịp cuối tuần hay là lễ, các cửa hàng trên con đường này cũng thường trang trí thêm đèn và băng rôn, tạo nên khung cảnh rực rỡ, thu hút nhiều người đến tham quan. Trước mặt chúng ta là vòng xoay Lý Thái Tổ và Nguyễn Thị Minh Khai. Đây là một trong những nút giao thông sầm uất tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi gặp nhau của các tuyến đường lớn như là Lý Thái Tổ, Nguyễn Thị Minh Khai và Trần Phú. Nằm trên ranh giới giữa các quận 1, 3 và quận 10, thì vòng xoay này có lưu lượng xe cực kỳ đông đúc, đặc biệt là vào giờ cao điểm sáng và tối. Với vị trí chiến lược, đây là điểm trung chuyển quan trọng nối liền khu vực trung tâm thành phố với các khu vực đông dân cư lân cận. Vào buổi tối như bây giờ thì tại vòng xoay trở nên rất là sôi động. Dòng xe máy, ô tô và xe buýt di chuyển liên tục, tạo nên một khung cảnh sống động và đầy nhịp điệu. Vì đây là một vòng xoay lớn, xe cộ lưu thông với tốc độ chậm, tạo điều kiện cho người dân có thể di chuyển an toàn dù lượng phương tiện qua lại rất lớn. Xung quanh vòng xoay này là nhiều hàng quán, cửa hàng tiện lợi và khu vực buôn bán nhỏ lẻ, thu hút người dân dừng chân sau một ngày làm việc. Các quán vỉa hè phục vụ các món ăn đặc trưng của Sài Gòn như là hủ tiếu, bánh mì, bún thịt nướng cũng nhộn nhịp khách ghé qua, tạo ra một không gian ấm cúng và gần gũi. Đây chính là đường Nguyễn Thị Minh Khai các bạn, là một trong những tuyến đường huyết mạch của thành phố Hồ Chí Minh. Đây là giờ cao điểm buổi tối khi người dân tan làm, học sinh tan học và đổ ra đường. Với lưu lượng xe cộ dày đặc, đặc biệt là xe máy và ô tô, thì tuyến đường này thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Tại các giao lộ lớn như là Nguyễn Thị Minh Khai với Cách Mạng Tháng 8, Nguyễn Thị Minh Khai với Nguyễn Văn Cừ và vòng xoay Lý Thái Tổ. Hai bên đường Nguyễn Thị Minh Khai thì có rất nhiều là cửa hàng, các quán cà phê, nhà hàng và các tòa nhà văn phòng sáng đèn, tạo nên một không gian sáng rực, thu hút người tấp nập qua lại. Nhiều quán ăn, quán cà phê ven đường luôn đông khách, từ các quán vỉa hè bình dân cho đến các nhà hàng sang trọng.
Dù đông đúc nhưng mà đường Nguyễn Thị Minh Khai vẫn là một nét hấp dẫn riêng, vừa nhộn nhịp vừa thân quen. Người dân thành phố Hồ Chí Minh thì đã quen với cảnh tượng lúc này. Nhiều người di chuyển một cách chậm rãi và bình thản, tận hưởng nhịp sống sôi động nhưng vẫn gần gũi. Đi dọc đường Nguyễn Thị Minh Khai vào buổi tối thì bạn có thể thấy nhiều nhóm bạn trẻ tụ tập tại các quán cà phê, quán ăn và đặc biệt là các quán vỉa hè bên đường. Những chiếc xe máy đổ sang sát, các bàn ghế nhỏ kê gần nhau, nói chuyện rôm rã tạo nên một không khí ấm áp, thân thuộc. Các quán nước mía, trà sữa hay bánh tráng trộn, xinh que lúc nào cũng đông khách, đặc biệt là các bạn trẻ và sinh viên từ các trường đại học cao đẳng ở gần đó. Ngoài ra thì đường Nguyễn Thị Minh Khai cũng đi ngang qua nhiều điểm tham quan nổi tiếng như là Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Dinh Độc Lập và Công viên Tao Đàn. Vào buổi tối thì những khu vực này thường yên tĩnh hơn nhưng vẫn thu hút một số khách muốn đi dạo, tham quan cảnh hoặc thư giãn không gian xanh. Công viên Tao Đàn chẳng hạn là nơi lý tưởng cho những ai muốn hít thở không khí trong lành giữa thành phố sôi động. Các bạn trẻ và những người thích chạy bộ, tập thể dục cũng thường ghé qua công viên vào giờ này. Đặc biệt, càng về khuya thì Nguyễn Thị Minh Khai lại có vẻ đẹp riêng của một con đường lớn trong lòng Sài Gòn. Đó là một số cửa hàng bắt đầu hạ cửa, nhưng các quán ăn đêm thì vẫn sáng đèn, chào đón những vị khách đến mùa. Một vài xe bán hàng rong vẫn phục vụ những món ăn khuya cho những người đang làm mùa hoặc khách vãng lai dạo ban đêm. Những xe bán hàng rong với những chiếc đèn treo lấp lánh từ xe hủ tiếu, bánh mì đến gọi khô bò v.v. trở thành điểm dừng chân lý tưởng cho những người vừa tan làm hay khách đi đường muốn thưởng thức chút gì đó đặc biệt của ẩm thực đường phố Sài Gòn. Với những ai yêu thích nghệ thuật và giải trí thì đường Nguyễn Thị Minh Khai còn là điểm giao của các rạp chiếu phim, trung tâm giải trí, văn phòng triển lãm, chẳng hạn như là nhà hát Bến Thành, các quán cà phê acoustic. Những quán cà phê nơi đây thì có phong cách độc đáo với không gian ấm cúng và nhẹ nhàng. Và những buổi tối cuối tuần thì tiếng guitar từ các quán cà phê acoustic vang lên, làm cho không khí đường phố trở nên thư thái và lãng mạn. Một số quán còn tổ chức những buổi biểu diễn nghệ thuật nhỏ, thu hút sự chú ý của các bạn trẻ yêu thích văn hóa, nghệ thuật. Đây còn là một con đường mang trong mình câu chuyện lịch sử và ký ức của thành phố.
Đây là con đường chạy song song với các công trình lịch sử quan trọng và mang nét kiến trúc cổ điển đan xen hiện đại. Những tòa nhà cũ nằm giữa các công trình mới, ngôi nhà rêu phong, xen lẫn các quán cà phê và cửa hàng thời trang, làm cho con đường này vừa có vẻ sầm uất vừa phảng phất chút hoài niệm. Và các bạn, những ai mà từng đi qua con đường Nguyễn Thị Minh Khai vào buổi tối thì đều mang trong mình những cảm nhận riêng về vẻ đẹp, sự nắng nhiệt và cả sự yên bình mà con đường này mang lại. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi một vòng từ quận 5 sang đến Bình Chánh xem thử có gì nhé. Mình sẽ bắt đầu từ đường Huỳnh Mẫn Đạt. Đường Huỳnh Mẫn Đạt thì nằm trong khu vực quận 5 thành phố Hồ Chí Minh, là một con đường nổi bật với sự kết hợp giữa nét cổ kính và hiện đại, gắn liền với đời sống của cộng đồng người Hoa và văn hóa bản địa. Đường Huỳnh Mẫn Đạt thì kéo dài từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Nguyễn Biểu, là một trong những tuyến đường quan trọng nối liền khu vực trung tâm của quận 5. Đây là nơi tập trung nhiều cửa hàng, quán ăn và các hoạt động thương mại, tạo nên một không khí náo nhiệt và nhộn nhịp suốt cả ngày lẫn đêm. Đường Huỳnh Mẫn Đạt thì nổi tiếng với những quán ăn phục vụ món ăn đặc sản của người Hoa, từ hủ tiếu xào, cháo lòng đến các món ăn nhẹ như là chè hay là bánh bao. Không khí ẩm thực dọc con đường này luôn sôi động, thu hút nhiều thực khách đến thưởng thức. Đặc biệt, nhiều quán ở đây đã tồn tại từ lâu đời, mang lại hương vị truyền thống và phong cách phục vụ thân thiện. Khu vực này cũng là nơi tập trung các cửa hàng buôn bán đồ gia dụng, quần áo và các sản phẩm thiết yếu khác. Nhiều cửa hàng mang đậm phong cách buôn bán của người Hoa, với những sản phẩm đặc trưng góp phần làm phong phú thêm nền kinh tế của khu vực quận 5. Không chỉ là nơi mua sắm, đường Huỳnh Mẫn Đạt còn có các cửa hàng thuốc bắc nổi tiếng, đáp ứng nhu cầu của cộng đồng. Đường Huỳnh Mẫn Đạt cũng là nơi cư dân sống hòa quyện giữa các nền văn hóa, đặc biệt là sự kết hợp giữa văn hóa Hoa và Việt. Về mặt giao thông thì tuyến đường này là một tuyến đường khá là dễ đi, với hệ thống đường phố được duy trì tốt và các tiện ích phục vụ cư dân đầy đủ. Tuy nhiên thì khu vực này vẫn đôi khi gặp phải vấn đề ùn tắc vào giờ cao điểm do hoạt động thương mại nhộn nhịp và lượng xe lớn. Đường Huỳnh Mẫn Đạt là một trong những con đường tiêu biểu của quận 5, nơi mà sự kết hợp giữa văn hóa truyền thống và hiện đại tạo nên bầu không khí đặc biệt. Với sự phong phú về ẩm thực, các hoạt động thương mại đa dạng và đời sống cộng đồng sôi động, nơi đây thực sự là một điểm đến đáng để khám phá khi bạn có dịp đến Sài Gòn.
hiện tại thì mình đã ra tới đường Võ Văn Kiệt. Đường Võ Văn Kiệt kéo dài từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, là một tuyến đường lớn và hiện đại, nối dài từ quận Nhất đến khu vực ngoại thành phía Tây Nam, đến đoạn giao với quốc lộ 50. Đây là một trong những tuyến đường giao thông huyết mạch của thành phố, có vai trò quan trọng trong việc kết nối các khu vực trung tâm với các quận, huyện phía Tây Nam. Võ Văn Kiệt là một trong những con đường hiện đại nhất thành phố Hồ Chí Minh với hệ thống đường rộng, thoáng và hạ tầng tốt. Con đường này có hai chiều lưu thông tách biệt với nhiều làn xe, giúp giao thông di chuyển dễ dàng và thuận tiện. Đặc biệt thì Võ Văn Kiệt chạy dọc theo kênh Bến Nghé và kênh Tàu Hũ, mang lại một khung cảnh khá thoáng đãng với dòng kênh xanh mát bên cạnh. Trong suốt chiều dài từ trung tâm thành phố đến ngoại ô, Võ Văn Kiệt được chú trọng trong việc xây dựng không gian xanh với nhiều cây xanh dọc hai bên đường, mang đến không khí trong lành hơn cho khu vực nội đô. Các công viên nhỏ và không gian mở góp phần làm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm, đặc biệt là ở các khu vực đông dân cư. Tuyến đường này kết nối với nhiều trục đường chính như là đường Trần Hưng Đạo, đường Nguyễn Văn Cừ và các tuyến đường khác, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển đến các khu vực khác của thành phố. Khi di chuyển từ Võ Văn Kiệt ra quốc lộ 50, bạn sẽ đi qua các khu dân cư, cửa hàng và trung tâm thương mại, tạo điều kiện mua sắm và tiếp cận các dịch vụ. Tuyến đường Võ Văn Kiệt đang chứng kiến sự phát triển nhanh chóng với nhiều dự án bất động sản, trung tâm thương mại và hạ tầng giao thông đang được nâng cấp. Đây là một trong những khu vực được chú trọng phát triển để giảm bớt áp lực cho khu vực trung tâm thành phố. Mặc dù Võ Văn Kiệt có hệ thống giao thông hiện đại, nhưng vẫn không tránh khỏi ùn tắc trong những giờ cao điểm, đặc biệt là ở các giao điểm lớn. Khu vực nối dài đến quốc lộ 50 đôi khi có lưu lượng giao thông đông đúc, do người dân di chuyển từ nội thành ra ngoại thành và ngược lại. Tuyến đường từ Võ Văn Kiệt đến quốc lộ 50 là một trong những hành trình thuận tiện và mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho những ai muốn khám phá thành phố Hồ Chí Minh từ trung tâm đến ngoại ô. Với hạ tầng hiện đại, không gian xanh và các khu vực phát triển mới, đây là một trong những tuyến đường quan trọng góp phần vào sự phát triển bền vững của thành phố.
thông tin. Hiện tại thì mình đã đi đến cầu Java. Đây là một cây cầu nổi bật ở thành phố Hồ Chí Minh, nằm giữa hai khu vực quan trọng là quận 5 và quận 8, nối liền hai bờ kênh là Tàu Hũ, Bến Nghé. Đây là một cây cầu có vai trò quan trọng trong việc làm giảm áp lực giao thông và kết nối khu vực phía Tây Nam với trung tâm thành phố. Cầu Java có thiết kế hiện đại với khung sắt chắc chắn và bề mặt cầu rộng, cho phép cả xe máy và ô tô di chuyển dễ dàng. Cầu được xây dựng với mục tiêu giảm tải cho các tuyến đường chính trong thành phố, mang lại lưu thông thuận tiện cho người dân. Nếu như đứng trên cầu thì các bạn có thể ngắm nhìn được khung cảnh kênh Tàu Hũ uốn lượn, đặc biệt là vào buổi chiều tối như bây giờ, khi ánh đèn từ các khu dân cư hai bên phản chiếu xuống mặt nước, tạo nên một khung cảnh rất là đẹp. Qua khúc này thì chúng ta sẽ đến được quốc lộ 50. Đây là một tuyến đường quan trọng chạy qua quận 8 của thành phố Hồ Chí Minh, kết nối từ trung tâm thành phố đến các khu vực ngoại ô và miền Tây Nam Bộ. Đoạn đường từ quận 8 ra đường Nguyễn Văn Linh đóng vai trò quan trọng trong việc nối liền khu dân cư nội thành với các tuyến giao thông lớn khác, đặc biệt là đại lộ Nguyễn Văn Linh, một trong những trục đường chính của khu vực phía Nam thành phố. Quốc lộ 50 thì có đường rộng và mặt đường khá bằng phẳng, đảm bảo sự lưu thông thuận tiện cho cả xe máy và ô tô. Tuy nhiên, do là một tuyến đường có nhiều phương tiện di chuyển, đặc biệt là xe tải và xe container vận chuyển hàng hóa, khu vực này đôi khi vẫn gặp tình trạng ùn tắc giao thông, nhất là vào giờ cao điểm. Đặc biệt là đoạn gần giao lộ với Nguyễn Văn Linh thường xảy ra tình trạng ùn tắc, vì đây là điểm nút quan trọng kết nối với các khu công nghiệp lớn.
Dọc theo tuyến đường thì có nhiều khu dân cư mới mọc lên, bao gồm các khu chung cư, nhà phố và các dự án bất động sản đang phát triển. Các cửa hàng, quán ăn và chợ địa phương cũng khá phổ biến, cung cấp đa dạng dịch vụ cho cư dân. Tuyến đường này là sự kết hợp của không gian đô thị phát triển với không gian làng quê truyền thống, mang lại sự đa dạng về cảnh quan và phong cách sống. Một thách thức lớn của đoạn đường này là sự quá tải về giao thông do nhu cầu vận chuyển hàng hóa từ các khu công nghiệp và các cảng hàng hóa. Điều này thì đòi hỏi sự nâng cấp về hạ tầng và điều tiết giao thông để đảm bảo lưu thông an toàn và hiệu quả hơn. Việc xây dựng các dự án mở rộng đường và cải thiện cầu đường đã được chính quyền, thành phố chú trọng để giảm thiểu tình trạng ùn tắc. Khi đi từ quận 8 ra đại lộ Nguyễn Văn Linh thì đoạn đường này có nhiều giao lộ quan trọng. Các giao lộ này có thể gây ùn tắc vào giờ cao điểm, đặc biệt là sáng sớm và cuối buổi chiều. Những đoạn giao cắt giữa các ngõ hẻm nhỏ từ khu dân cư đổ ra quốc lộ 50 khiến việc lưu thông có thể gặp khó khăn, nhất là khi lưu lượng xe tải vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh đổ về thành phố Hồ Chí Minh ngày càng tăng. Mặc dù chất lượng mặt đường đã được cải thiện nhiều, nhưng một số đoạn đường vẫn cần được chú ý. Vào mùa mưa thì nước ngập có thể làm giảm độ bám của đường, gây ra những nguy hiểm tiềm ẩn, đặc biệt là đối với xe máy. Một số chỗ ngập úng khiến việc di chuyển chậm lại, gây ùn tắc, nhưng các đội ngũ sửa chữa hạ tầng vẫn đang tiếp tục duy trì và cải thiện để giảm thiểu những tác động tiêu cực. Quốc lộ 50 cũng là nơi tập trung nhiều cửa hàng, tiệm sửa xe, quán ăn và các dịch vụ khác phục vụ cư dân địa phương và người di chuyển qua lại. Trong những năm gần đây thì số lượng của các cửa hàng, nhà hàng và quán cà phê ven đường đã tăng đáng kể, tạo nên một không gian thương mại sôi động. Điều này không chỉ làm sống động khu vực mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghỉ ngơi hoặc tìm kiếm dịch vụ khi cần thiết. Khi gần đến đoạn Nguyễn Văn Linh thì quốc lộ 50 mở ra một không gian giao thông hiện đại hơn, rộng rãi và thông thoáng. Đoạn đường này được kỳ vọng sẽ tiếp tục cải thiện với nhiều dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng trong tương lai. Các kế hoạch mở rộng đường, xây dựng hệ thống thoát nước tốt hơn và cải thiện giao thông được dự kiến sẽ giúp giảm thiểu ùn tắc, đặc biệt là trong mùa mưa. Những dự án này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông mà còn giúp thúc đẩy sự phát triển kinh tế và thương mại của khu vực.
Hiện tại, những ngày gần đây thì Sài Gòn mưa khá là nhiều. Và quốc lộ 50 trong mùa mưa thì mang lại nhiều trải nghiệm khá đặc biệt so với mưa khô. Đây là thời điểm mà con đường đối mặt với một số thách thức đặc trưng của khí hậu miền Nam, nhưng cũng mang lại những nét thú vị riêng. Trong mùa mưa thì một trong những vấn đề lớn nhất của quốc lộ 50 chính là tình trạng ngập nước. Do đặc điểm địa hình thấp và hệ thống thoát nước chưa hoàn toàn đồng bộ, một số đoạn của quốc lộ 50, đặc biệt là gần quận 8, dễ bị ngập lụt khi có mưa lớn kéo dài. Ngập nước không chỉ gây cản trở giao thông mà còn ảnh hưởng đến việc sinh hoạt và buôn bán của người dân hai bên đường. Việc di chuyển bằng xe máy có thể trở nên khó khăn, đòi hỏi người dân phải sử dụng các phương tiện lớn hơn như ô tô để đảm bảo an toàn. Mùa mưa thì cũng khiến lưu lượng giao thông chậm lại do đường trơn trượt và tầm nhìn hạn chế khi trời mưa to. Các phương tiện thường di chuyển chậm hơn để đảm bảo an toàn, dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông, đặc biệt tại các điểm giao lớn và khu vực có cầu hoặc là đoạn đường hẹp. Đoạn đường từ quốc lộ 50 nối với Nguyễn Văn Linh là một trong những điểm giao thông quan trọng và khi trời mưa thì việc di chuyển qua đây thường mất rất là nhiều thời gian. Trước mặt chúng ta chính là đại lộ Nguyễn Văn Linh. Đại lộ Nguyễn Văn Linh là một phần quan trọng của hệ thống giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là trong việc kết nối các khu vực đô thị và các chợ đầu mối vào khu công nghiệp lớn. Đây là tuyến đường có sự pha trộn giữa sự hiện đại và những nét truyền thống của đời sống thương mại khu vực phía nam thành phố. Đại lộ Nguyễn Văn Linh nổi bật với mặt đường rộng rãi, phẳng phiu, được thiết kế với nhiều làn xe nhằm đảm bảo lưu thông thông thoáng, phù hợp với việc di chuyển của xe tải, container và xe máy. Đây là một trong những tuyến đường hiếm hoi tại thành phố Hồ Chí Minh có hệ thống giao thông thông thoáng và hiện đại với các giải phân cách rõ ràng. Lưu lượng giao thông trên tuyến này tuy khá đông, đặc biệt là vào giờ cao điểm, nhưng vẫn ổn định nhờ vào thiết kế rộng rãi và tổ chức giao thông hiệu quả. Khu
vực này mang đến một không gian đa dạng từ các khu dân cư và trung tâm thương mại hiện đại đến những khu công nghiệp và nông thôn ngoại ô. Đi dọc theo đường Nguyễn Văn Linh thì bạn sẽ thấy nhiều cửa hàng, nhà xưởng, kho bãi phục vụ các hoạt động công nghiệp. Khi tiến đến gần chợ Bình Điền, không gian đô thị dần chuyển sang một phong cảnh thương mại với nhiều quầy sạp, nhà kho và các khu vực tập kết hàng hóa. Trong mùa mưa thì mặc dù Nguyễn Văn Linh có hệ thống thoát nước khá tốt, nhưng mà lượng mưa lớn đôi khi vẫn có thể gây ngập nhẹ tại một số đoạn giao lộ. Tuy nhiên do đường rộng và được thiết kế cao ráo, tình trạng ngập lụt thường được xử lý nhanh chóng. Lái xe trong mùa mưa thì cần chú ý về đường trơn và hạn chế tầm nhìn, đặc biệt là vào ban đêm khi hoạt động tại chợ Bình Điền diễn ra nhộn nhịp hơn. Dọc theo đường Nguyễn Văn Linh thì có nhiều trạm xăng, quán ăn và dịch vụ sửa xe để phục vụ cho nhu cầu của người dân và các tài xế thường xuyên di chuyển qua đây. Khu vực chợ Bình Điền thì còn có các quán ăn phục vụ suốt đêm thích hợp cho những người làm việc khuya hoặc có nhu cầu mua sắm vào giờ đêm. Đại lộ Nguyễn Văn Linh là một trong những tuyến đường huyết mạch quan trọng nhất của thành phố Hồ Chí Minh, nối dài từ khu vực phía nam thành phố, từ quốc lộ 50, băng qua nhiều quận và khu vực phát triển kinh tế trọng điểm. Đại lộ Nguyễn Văn Linh không chỉ là tuyến đường giao thông mà còn là một hành lang thương mại và kinh tế quan trọng. Các khu đô thị lớn như Phú Mỹ Hưng hay các trung tâm thương mại như Crescent Mall, SC Vivo City đã mọc lên hai bên đường, khiến khu vực này trở thành một trung tâm kinh tế và dịch vụ sôi động. Sự xuất hiện của các nhà hàng, khách sạn và trung tâm giải trí đã góp phần thu hút nhiều cư dân và nhà đầu tư đến khu vực này. Tuyến đường này thì có vai trò quan trọng trong việc kết nối với các khu công nghiệp như là khu chế xuất Tân Thuận, khu công nghiệp Hiệp Phước và các cảng biển phía Nam như là cảng Tân Thuận, cảng Sài Gòn. Điều này giúp Nguyễn Văn Linh trở thành tuyến giao thông chính để vận chuyển hàng hóa từ các khu vực sản xuất đến các cảng biển và ngược lại, phục vụ cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Đại lộ Nguyễn Văn Linh được kỳ vọng sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai với nhiều dự án xây dựng và mở rộng thêm. Các kế hoạch nâng cấp đường, phát triển hạ tầng kỹ thuật và mở thêm các khu đô thị mới sẽ hứa hẹn giúp tuyến đường này duy trì vai trò quan trọng trong việc kết nối các khu vực phía Nam với trung tâm thành phố và các tỉnh miền Tây. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tuyến đường Trần Hưng Đạo qua Trần Hưng Đạo B nhé. Trần Hưng Đạo là một trong những tuyến đường chính và quan trọng nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, trải dài từ quận 1 đến quận 5. Đây là con đường rộng lớn, có vai trò chiến lược trong việc kết nối khu vực trung tâm thành phố với các quận phía Tây. Với nhiều tòa nhà thương mại, cơ quan hành chính và doanh nghiệp, đường Trần Hưng Đạo là trung tâm của nhiều hoạt động kinh doanh và giao thông nhộn nhịp. Đoạn qua quận nhất có các địa điểm nổi bật như là nhà hát thành phố, gần kề với các khách sạn, trung tâm thương mại và các quán cà phê sang trọng. Nơi đây thì mang đậm không khí nhộn nhịp của Sài Gòn hiện đại. Là một trong những trục đường lớn, Trần Hưng Đạo là tuyến chính nối liền các quận trung tâm với quận 5, giúp di chuyển trở nên dễ dàng. Hai bên đường tập trung nhiều trung tâm thương mại, cửa hàng và dịch vụ, mang lại lợi ích lớn cho nền kinh tế khu vực. Vào các giờ cao điểm, đặc biệt là đoạn giao nhau với các tuyến đường lớn như là Nguyễn Văn Cừ hay Nguyễn Trãi,
thì thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe, gây khó khăn cho việc di chuyển. Đường Trần Hưng Đạo là một trong những tuyến phố quan trọng nằm gần trung tâm thành phố, với hai bên là các tòa nhà hiện đại, khách sạn sang trọng và trung tâm thương mại. Các văn phòng hành chính, ngân hàng và nhiều cơ quan nhà nước cũng nằm ở đây, tạo nên một không gian làm việc sầm uất, chuyên nghiệp. Đặc biệt, đường rộng và thoáng, cây xanh hai bên đường cũng làm dịu bớt không khí nóng bức, đem lại cảm giác thoải mái cho người dân. Dọc theo đường Trần Hưng Đạo, đặc biệt là khu vực cũ nhất, bạn có thể dễ dàng bắt gặp các dịch vụ từ văn phòng, ngân hàng, khách sạn cao cấp cho đến các nhà hàng phục vụ du khách và người dân địa phương. Những cửa hàng thời trang, trung tâm mua sắm cũng góp phần tạo nên sự đa dạng tiện phục vụ tại đây. Về cái tên Trần Hưng Đạo chính là được đặt theo danh tướng Trần Quốc Tuấn, một trong những nhân vật anh hùng vĩ đại trong lịch sử Việt Nam, nổi tiếng với chiến thắng quân Nguyên, Mông trong thế kỷ 13. Việc đặt tên con đường theo danh nhân lịch sử này không chỉ mang ý nghĩa tưởng nhớ công lao của ông, mà còn gắn kết tinh thần yêu nước và sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh. Tuyến đường đã tồn tại từ những ngày Sài Gòn còn trong giai đoạn thuộc địa Pháp, và ngày nay thì vẫn giữ được vai trò quan trọng trong sự phát triển của thành phố. Trong những năm gần đây thì thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều dự án hạ tầng quan trọng nhằm nâng cấp và mở rộng các tuyến đường, bao gồm đường Trần Hưng Đạo, để cải thiện tình trạng giao thông. Một số dự án như xây dựng cầu vượt hoặc cải tạo các điểm cắt đã giúp giảm bớt phần nào áp lực giao thông lên con đường này. Tuy nhiên, với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, các thách thức về hạ tầng vẫn còn là vấn đề cần được tiếp tục giải quyết. Bên cạnh vai trò giao thông và kinh tế thì đường Trần Hưng Đạo cũng là một điểm đến thu hút du lịch quan trọng, đặc biệt là với các du khách muốn khám phá nét đẹp văn hóa lịch sử của Sài Gòn. Du khách có thể dễ dàng di chuyển từ trung tâm thành phố đến các địa điểm du lịch nổi tiếng như là chợ Bến Thành, chùa Ông hay là chùa Bà Thiên Hậu trên đoạn đường này. Đường Trần Hưng Đạo với vai trò là một tuyến giao thông huyết mạch và trung tâm văn hóa, kinh tế đã chứng kiến sự thay đổi đáng kể trong nhiều thập kỷ qua. Sự giao thoa giữa văn hóa truyền thống và hiện đại cùng với những nỗ lực phát triển hạ tầng đã giúp cho con đường này giữ vững vị thế là một trong những trục đường quan trọng nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên thì những thách thức về giao thông, phát triển cân đối và bảo tồn di sản vẫn sẽ là những vấn đề cần được giải quyết trong tương lai nhằm đảm bảo đường Trần Hưng Đạo tiếp tục phát triển bền vững. Qua đoạn rẽ cắt ngang của Nguyễn Tri Phương và Trần Hưng Đạo, chúng ta sẽ vòng qua đường Trần Hưng Đạo B, khi vào địa phận của quận 5, là phần tiếp nối từ Trần Hưng Đạo ở quận nhất, nổi tiếng với sự hiện diện đông đảo của cộng đồng người Hoa tại khu vực chợ lớn. Đường này thì đi qua các khu phố với nhiều ngôi nhà truyền thống, cửa hàng thuốc bắc và các nhà hàng ẩm thực Trung Hoa. Những hoạt động buôn bán tại đây thì rất là sôi nổi, đặc biệt là vào các dịp lễ hội như là Tết Nguyên Đán hay là Tết Trung Thu, tạo nên một không gian văn hóa đa màu sắc. Đặc biệt, ở Trần Hưng Đạo B thì bạn sẽ thấy được sự giao thoa văn hóa, đặc biệt là văn hóa người Hoa với các đền chùa, hội quán và khu buôn bán truyền thống. Di chuyển dần về phía quận 5 thì đường Trần Hưng Đạo B chuyển dần sang một không gian văn hóa mang đậm nét truyền thống của người Hoa. Không chỉ là những tòa nhà cổ, các chùa, đền, hội quán cổ kính và kiến trúc đặc sắc cũng xuất hiện tại đây. Điều này thì tạo nên một sự đối lập rõ ràng với những đoạn đường hiện đại ở quận nhất, giúp cho người đi đường cảm nhận rõ nét về quá khứ, hiện tại cùng tồn tại trên một tuyến phố. Đặc biệt, ở đoạn đường Trần Hưng Đạo B, đây chính là thiên đường ẩm thực. Tại đây thì bạn có thể dễ dàng tìm thấy các quán ăn bán các món ăn đậm bản chất người Hoa như là mì vịt tiềm, dim sum, hủ tiếu xào và các món khác. Sự phong phú này không chỉ thu hút người dân địa phương mà còn rất hấp dẫn các du khách. Các quán ăn tại đây thì thường mở cửa từ sáng đến khuya, tạo ra không gian sống động cả ngày lẫn đêm. Dù mang lại nhiều giá trị văn hóa thương mại, nhưng đoạn đường Trần Hưng Đạo B
giao thông vẫn là một thách thức lớn. Vào các giờ cao điểm thì xe cộ đông đúc, khiến việc di chuyển trở nên khó khăn, đặc biệt là các ngã tư và những điểm giao nhau. Tuy nhiên, nhờ vào sự phát triển của cơ sở hạ tầng và các biện pháp quản lý giao thông, thì tình trạng này đang dần được cải thiện. Trần Hưng Đạo B thuộc khu vực quận 5 có sự hiện diện mạnh mẽ của người Hoa từ thời thuộc địa Pháp cho đến nay. Khu vực này không chỉ là trung tâm kinh tế mà còn là nơi hội tụ các giá trị truyền thống của cộng đồng người Hoa. Những công trình kiến trúc cổ như Chùa Ông, Chùa Bà Thiên Hậu và các hội quán người Hoa dọc tuyến đường đều là những di tích lịch sử, văn hóa quan trọng. Các hội quán là nơi mà cộng đồng người Hoa tổ chức các sự kiện văn hóa, lễ hội và hoạt động tín ngưỡng, giúp duy trì bản sắc riêng trong lòng thành phố Hồ Chí Minh. Trần Hưng Đạo B cũng là một trong những trục đường chính kết nối khu vực chợ lớn với trung tâm quận nhất, tạo ra một mạng lưới thương mại sầm uất. Khu vực này nổi tiếng với nhiều chợ và cửa hàng kinh doanh đa dạng, đặc biệt là các sản phẩm thảo dược, hải sản khô, đồ gia dụng và hàng hóa phục đời sống hàng ngày. Các chợ như chợ Bình Tây gần khu vực này là một trong những điểm giao thương quan trọng, nơi mà cả người dân địa phương lẫn khách hàng từ các tỉnh thành khác đến mua bán. Cộng đồng người Hoa đóng vai trò chủ chốt trong việc quản lý vận hành nhiều doanh nghiệp truyền thống tại đây. Những cửa hàng nhỏ lẻ ven đường cũng đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của nền kinh tế khu vực. Kiến trúc của Trần Hưng Đạo B mang đậm nét văn hóa ảnh hưởng Trung Hoa, đặc biệt là các tòa nhà hội quán và chùa chiền. Bên cạnh đó thì các ngôi nhà phố cổ với kiến trúc bán cổ điển và phong cách Pháp vẫn còn hiện hữu, tạo nên một sự pha trộn độc đáo giữa hai nền văn hóa. Những ngôi nhà này tuy đã trải qua nhiều thập kỷ nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng lịch sử của khu vực. Khu vực này có mật độ dân cư đông đúc, trong khi không gian công cộng thì bị thu hẹp, dẫn đến khó khăn trong việc quản lý đô thị. Tuy nhiên thì sự đa dạng văn hóa và sự phát triển kinh tế đã mở ra nhiều cơ hội để khu vực này tiếp tục phát triển, không chỉ về kinh doanh mà còn về du lịch văn hóa. Trần Hưng Đạo B không chỉ là một phần quan trọng của mạng lưới giao thông thành phố Hồ Chí Minh, mà còn là nơi giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, từ các công trình văn hóa người Hoa cho đến các hoạt động thương mại sôi động. Con đường này đã góp phần vào sự phát triển đa dạng của thành phố. Tuy nhiên thì cùng với sự phát triển, những thách thức về quản lý đô thị và bảo tồn di sản văn hóa cần được chú trọng để đảm bảo tính bền vững trong tương lai. Hiện tại thì mình đang đi vòng qua đường Hải Thượng Lãn Ông. Đường Hải Thượng Lãn Ông thì nằm ở khu vực quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, là một trong những con đường đặc biệt và mang dấu ấn văn hóa, gắn liền với hoạt động buôn bán thảo dược và truyền thống y học cổ truyền. Cái tên Hải Thượng Lãn Ông được đặt theo danh y Lê Hữu Trác, một nhà y học nổi tiếng của Việt Nam trong thế kỷ 18, biểu tượng cho tinh thần cứu người, nhân từ và trí tuệ trong lĩnh vực y học cổ truyền. Con đường này nổi tiếng là trung tâm buôn bán dược liệu và thuốc đông y lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh, với hàng trăm cửa hàng chuyên cung cấp các loại thảo dược từ khắp nơi trên cả nước. Đây là nơi cung cấp nguyên liệu y học cổ truyền như các loại thảo mộc, dược liệu quý hiếm như sâm, linh chi,
và các loại thuốc bào chế. Người mua có thể tìm thấy các loại thảo dược được bày bán với chất lượng cao và sự tư vấn từ những người bán hàng có hiểu biết sâu rộng về đông y. Khu vực này được người dân, các nhà thuốc và thầy thuốc đông y lui tới thường xuyên để mua bán và trao đổi kiến thức về thảo dược và y học cổ truyền. Chính sự tập trung chuyên môn này đã giúp Hải Thượng Lãn Ông trở thành một địa điểm quan trọng không chỉ về mặt thương mại mà còn về di sản văn hóa. Hải Thượng Lãn Ông nằm trong khu vực Chợ Lớn, quận 5, vốn là trung tâm sinh sống của cộng đồng người Hoa từ lâu đời. Văn hóa người Hoa thấm đẫm trên con đường này thông qua kiến trúc, cửa hàng và phong cách buôn bán. Các cửa hàng truyền thống với phong cách bày bán cổ kính, bản hiệu tiếng Hoa tạo ra không gian đậm chất văn hóa Trung Hoa. Đây không chỉ là điểm đến cho những người mua sắm thuốc đông y, mà còn là một điểm đến thú vị cho khách để khám phá một khía cạnh khác của thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù Hải Thượng Lãn Ông không phải là một con đường lớn và hiện đại như những trục đường trung tâm khác ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng nó lại mang đến một không gian đô thị cổ điển với nhịp sống truyền thống đặc trưng của khu Chợ Lớn. Bây giờ thì mình sẽ dòng qua đường Chu Văn An cho các bạn xem thử nha. Đường Chu Văn An thì nằm gần các chợ lớn như là chợ Bình Tây và là nơi giao thương sầm uất của cộng đồng người Hoa. Nơi đây thì nổi bật với nhiều cửa hàng buôn bán các loại thực phẩm, thảo dược và đồ gia dụng, mang đến cho du khách một trải nghiệm mua sắm độc đáo. Khu vực này cũng biết đến với nền ẩm thực phong phú. Các quán ăn và nhà hàng dọc theo đường Chu Văn An phục vụ nhiều món ăn đặc trưng của ẩm thực Hoa, Việt như là bánh bao, hủ tiếu và phở, thu hút đông đảo thực khách cả trong và ngoài khu vực. Đặc biệt là các món ăn được chế biến từ nguyên liệu tươi ngon, phản ánh sự phong phú của các loại thảo dược và gia vị sẵn có trong khu vực. Dạo quanh đường Chu Văn An thì du khách còn có thể khám phá nhiều công trình kiến trúc mang đậm ảnh hưởng văn hóa của người Hoa với các chùa chiền và hội quán. Hiện tại thì mình đang ở đường Tháp 10 thuộc khu vực quận 6. Đường Tháp 10 thì được biết đến như một con đường đông đúc với nhiều hoạt động thương mại sầm uất. Khu vực này thì chủ yếu được bao quanh bởi các cửa hàng, chợ truyền thống và quán ăn. Dọc theo đường Tháp 10 thì có rất nhiều cửa hàng dịch vụ phục vụ nhu cầu của người dân địa phương, từ các cửa hàng thực phẩm tươi sống, đồ gia dụng cho đến các quán ăn phục vụ món ăn đặc sản. Đường Tháp 10 thì nằm gần các tuyến đường chính và là một phần quan trọng trong mạng lưới giao thông của khu vực quận 6. Sự kết nối với các con đường lớn giúp tăng cường hoạt động giao thông và di chuyển của người dân trong khu vực. Cuộc sống dọc theo đường Tháp 10 mang đến cho người dân một không gian sống năng động với nhiều hoạt động xã hội xảy ra thường xuyên. Người dân có thể dễ dàng tìm thấy mọi thứ từ nhu cầu yếu hàng ngày cho đến các món ăn ngon miệng, tạo nên một bầu không khí thân thiện và gần gũi. Đường Tháp 10 không chỉ là một con đường mà là một phần của đời sống thương mại và văn hóa của khu vực quận 6. Với sự phong phú về dịch vụ và hoạt động, nơi đây hứa hẹn sẽ mang đến cho dân cư và những khách trải nghiệm thực tế. Và du khách được trải nghiệm đáng nhớ về cuộc sống tại thành phố Hồ Chí Minh.
Hành trình tham quan của mình đến đây xin được phép khép lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay trên kênh Sài Gòn Vivo. Hy vọng những chia sẻ của chúng mình đã mang lại cho bạn những thông tin thú vị và bổ ích về cuộc sống, văn hóa và con người tại Sài Gòn. Đừng quên nhấn nút thích, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những hành trình khám phá tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau với nhiều điều mới mẻ và hấp dẫn hơn. Chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ.